trong năm qua lực lượng vũ trang tỉnh long an hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự với những kết quả đáng ghi nhận trong đó nổi bật là công tác xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và hỗ trợ nhà tình nghĩa quân dân đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người lính trong lòng nhân dân sau nhiều năm dọn về sinh sống trên điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, ông Nguyễn Văn Cừ, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm đùm bọc của lực lượng các chốt dân quân biên phòng với bà con nơi đây, canh tác và sinh sống trên mảnh đất cặp biên giới, nên giờ đây ông Cừ như là một cột mốc sống luôn đồng hành với lực lượng chức năng biên giới giữ vững bình yên cho Tổ quốc vận động bà con ở ấp bên đây có gần ruộng lương bên đây cũng mục đích là cũng một là bảo vệ cùng với anh em biên phòng để bảo vệ đường, đường biên móc hai nước có điều kiện là chăn nuôi bò ruộng gần gũi đó có điều kiện vậy chung ra thì nhà nước hỗ trợ được hộ được tám chục thì đúng thì đối đây là... con này cũng phấn khởi cũng không có gì thắc mắc Căn nhà của ông Cự là một trong 254 căn nhà trên điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới điểm dân cư liền kề đồn trạm biên phòng được quân khu 7 cùng tỉnh quỹ, quỹ ban nhân dân tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh chung tay hỗ trợ. Ngoài chương trình ý nghĩa trên, trong năm nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn bàn giao hơn 40 căn nhà tình nghĩa quân dân nhằm san sẻ với các gia đình khó khăn có điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. Ở riêng ở trong chương trình Tết quân dân năm 2024 để dự kiến và sẽ xây tặng là 11 căn nhà tình nghĩa quân dân, nhà đồng đội, nhà máy ấm công đoàn vì sức mạnh lòng dân là luôn là điểm tựa, là động lực để cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh là dẫn bước quân hành và hoàn thành tốt được các cái nhiệm vụ được giao. Để giúp nhân dân yên tâm sinh sống trên các khu vực này, trong những năm qua, tỉnh Long An đã đầu tư đầy đủ hạ tầng thiết yếu, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đang giải quyết bài toán bảo đảm điện, nước sinh hoạt cho người dân. Hiện nay, người dân sinh sống trên các điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn trạm biên phòng dần bắt đầu ổn định cuộc sống, thu nhập bình quân 200 đến 400 triệu đồng một hộ một năm.